Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với lớp học trực tuyến môn toán lớp 1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện một dạng phép tính mới, đó là phép trừ dạng 17 trừ 7. Bây giờ các em hãy quan sát, cô có một bó que tính. Bó que tính này gồm một chục que tính. Cô thêm 7 que tính rồi nữa. 10 que tính thêm 7 que tính là 17 que tính. Có số 17. Số 17 gồm một chục và 7 đơn vị. Cô sẽ viết chữ số 1 vào cột chục, chữ số 7 vào cột đơn vị. Cô có 17 que tính, bớt đi 7 que tính, hỏi cô còn lại bao nhiêu que tính? Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Lấy 17 trừ đi 7. Vậy 17 trừ đi 7 còn bao nhiêu? Ta hãy quan sát lại. Ta có 17 que tính, bớt đi 7 que tính. Vậy ta còn lại 10 que tính. Cô sẽ viết chữ số 0 vào cột đơn vị và chữ số 1 vào cột chục. Như vậy cô có kết quả bằng 10. 17 trừ đi 7 bằng 10. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em các đặc tính và thực hiện phép tính gồm hai bước. Bước 1, đặc tính. Viết số 17 trước, sau đó viết số 7 sao cho thẳng cột với số 7 ở trên. Viết dấu trừ ở bên trái và ở giữa hai số. Kẻ dấu gạch ngang dưới số 7 và cách số 7 một chút. Bước thứ hai, thực hiện phép tính từ phải sang trái. Tính từ hàng đơn vị trước. 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. Hạ 1, viết 1. Như vậy, 17 trừ 7 bằng 10. Cô vừa hướng dẫn các em cách thực hiện phép tính. Bây giờ chúng ta cùng vào phần luyện tập nhé. Chúng ta sang bài đầu tiên, bài 1 tính. Cách thực hiện phép tính như cô vừa hướng dẫn. Chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị trước. Ở bài tập này, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện phép tính đầu tiên. 11 trừ đi 1, chúng ta sẽ lấy 1 trừ 1 bằng 0, viết 0, hạ 1, viết 1. Như vậy, 11 trừ đi 1 bằng 10. Chúng ta lưu ý là khi viết chữ số 0, thì sẽ phải viết thẳng hàng với hai chữ số 1 ở trên, và khi viết số 1 thì phải thẳng hàng với số 1 ở hàng chục. Tương tự những bài còn lại thì chúng ta sẽ tự thực hiện. Sau khi thực hiện xong thì các bạn sẽ kiểm tra lại kết quả với cô. Cô vừa hướng dẫn cho các em thực hiện phép tính ở bài 1. Bây giờ cô mời các em hãy giải lao trong giây lát. Xem tiếp bài tập thứ hai, tính nhẩm. Ở bài tập này, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện phép tính đầu tiên. Chúng ta cũng sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị trước. Ta 15 trừ đi 5, ta sẽ lấy 5 trừ đi 5 bằng 0, viết 0 ở bên phải và cách dấu bằng một chút. Còn một chục, chúng ta sẽ chỉ một, viết một ở bên trái và bên cạnh số 0. Như vậy, 15 trừ đi 5 bằng 10. Tương tự, các em sẽ thực hiện những phép tính còn lại.
Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả một lần nữa. Chúng ta qua tiếp bài tập thứ ba, viết phép tính thích hợp. Đây chính là một dạng tóm tắt của bài toán có lời văn. Chúng ta sẽ dựa vào tóm tắt này để viết phép tính của bài toán. Để làm được bài này thì các em hãy đọc kỹ tóm tắt và viết phép tính vào ô trống nhé. Bây giờ các em hãy cùng kiểm tra lại kết quả phép tính với cô. Cô có phép tính trừ 15 trừ đi 5 bằng 10. Cô vừa hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập ở bài phép trừ dạng 17 trừ 7 để củng cố kiến thức. Ngày hôm nay cô mời các em cùng cô thực hiện thêm một bài tập nữa. Bài tập nói phép tính với kết quả đúng. Để làm được bài tập này, các em hãy quan sát thật kỹ các phép tính, sau đó thực hiện chúng ở ngoài nháp và nói chúng với kết quả thật chính xác nhé. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta hãy kiểm tra lại kết quả với cô nào. Cô vừa hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập. Các em hãy xem lại bài vừa học và thực hiện các phép tính lại một cách thành thạo, đồng thời chuẩn bị tiết học sau cho cô nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.